vì nó bị hấp. Huy nó bị hấp. Đánh xa mấy cái này. Đóng lại chắc anh. Cách ly. Cách ly quay phim. Cách ly để quay phim. Em đi đỡ lại. Cách ly để quay phim. Kẹt tay. À, chị quá. À, phải cách ly rồi quay phim mấy này giờ hết áo rồi. Sướng nha. Sướng nha, cố lên nha. Cố lên. No, ngại ngùng gì mà không chịu ra đi. Em giảm gì nhu. Đàn ở trên độ. Dạ dạ. Đàn thất vọng thì chắc anh mấy ngày nó phá ghê quá. Mà còn dính không? Còn dính không? Mà cổng luôn đây nè. Bỏ cái đàn vô phòng Huy ơi. Mama Đứa nào bắn ra cửa? Thằng Duy ăn nó chưa tiêu, nó theo một đường nó xuống luôn. Thằng Duy bắn đầy cửa. Dễ quá hả, người em chạy mùi kem luôn. Chạy mùi kem. Đi sinh nhật phải có mùi kem nó mới giống em. Hên hên là mùi kem đó em. Hên hẳn. Hết rồi. Mà tự nhiên nghe nó tính cái đầu xong nữa. Nó tính úp thuốc mê anh sao á. Không mà thường cái mày là ăn kem kem ăn nguyên cái bánh kem vô mà. Cái đó là lẽ đương nhiên. Huy nó ngồi hóng quành. Khăn ông lau mồ hôi rồi. Quá Duy ơi mất phèo. Duy nãy giờ mày bỏ mỏ không à. Con còn chiếc ghế nè. Ghế quá à. Anh vậy không? Đó. Nhỏ quá. Ê mày, tay mày có bông tay. Cái gì vậy? Má bông tay đen. Nó dựng hình cây quả đêm nay chắc cũng không hết thẻ anh đâu. Đẹp quá, đẹp quá. Ôi! Nước. Không có tay em nha, mới làm vậy sao? Hồi dạy em ấy thật là sát sơ. Thôi đi đi